Với khả năng thấu thị của mình, tôi đã phát triển trước các chức năng của trò chơi nhưng lại bị Phong Quốc Giang ngăn chặn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Số lượng khách hàng trò chơi của chúng ta đột nhiên giảm xuống 30%, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cái gì, coi chuyện đó sao? Đúng, ngày thường có hàng chục nghìn lượt tải trò chơi mới. Nhưng thật bất thường là hôm nay không tăng mà lại giảm. Có thể là do Đại Thiên đã bày trò, không thể nào. Chỉ một đêm trôi qua, hắn không thể làm gì được. Đại Thiên đánh bại được Trương Thiên Dương chứng tỏ hắn không tầm thường tí nào. Hãy nhanh chóng mở trò chơi của hắn ra xem có chuyện gì không. Phong A Hào không dám lơ là, mở ngay Huyền Thoại Thiên Kiếm trên máy tính ra. Sau khi vào game, hai cha con nhà họ Phong nhìn màn hình trò chơi cực kỳ mượt mà, khuôn mặt họ cũng trở nên xấu xí. Thật không ngờ, trò chơi của họ lại mượt vậy. Chắc chắn Đại Thiên đã nâng cấp máy chủ, đó là lý do chuyện này xảy ra. Xem ra tên nhóc này vẫn còn thủ đoạn gì đó. Bố, chúng ta nên làm gì bây giờ? Game mượt thì sao, chúng ta có thể mở thêm server mới. Ngoài ra hãy nâng cấp vũ khí và trang bị để thu hút người chơi. Thủ thuật này của bố thực sự rất cao, con sẽ thực hiện ngay, thêm bản đồ và vũ khí và thiết bị mới, nhiều nhất chỉ 2-3 tiếng là xong. Lúc đó chúng ta sẽ thông báo trên diễn đàn game. 2 giờ sau, một thông báo được đăng trên diễn đàn game, ngay lập tức gây ra rất nhiều tranh cãi. Ban đầu Huyền Thoại Thiên Kiếm thu hút được nhiều lượt chơi, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu giảm. Đối mặt với tình trạng này, Trần Di trở nên bất lực, anh ta gọi gấp cho Đại Thiên. Đại Thiên khi hiểu rõ sự việc, anh vội chạy tới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người chơi trò chơi đã giảm đáng kể. Một phần người chơi đã giảm và nó vẫn đang giảm. Không ngờ tốc độ phản ứng của nhà họ Phong lại khá nhanh. Anh Thiên, chúng ta nên làm gì bây giờ? Anh có muốn mở bản đồ mới và nâng cấp trang bị không? Nếu chúng ta làm vậy, người chơi sẽ cho rằng chúng ta thiếu sáng tạo. Nếu bạn chạy theo xu hướng, trò chơi sẽ không còn thú vị. Chúng ta phải làm gì nếu không nghĩ ra biện pháp? Sớm muộn gì tất cả người chơi của chúng ta sẽ bị Phong Quốc Giang cướp đi. Đừng lo lắng, tôi có giải pháp. Tuyệt vời, anh định làm gì? Bạn biết điều quan trọng nhất khi chơi game trực tuyến là gì không? Tất nhiên là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bạn có biết cách mang lại cho người chơi trải nghiệm tốt nhất không? Đồ họa mượt mà và trang bị mạnh mẽ, đó chỉ là những thứ phụ. Vậy cái chính là gì? Tất nhiên đó là tính xã hội, kết bạn trong trò chơi mà không cần biết giàu nghèo. Chỉ cần hợp sức cùng nhau chiến đấu với quái vật, có thể trở thành bạn bè. Đại Thiên nói cho Trần Di biết tất cả những chức năng này. Trần Di đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh Thiên, xin hãy nhận của tôi một lệnh. Suy nghĩ của anh thật sự rất tuyệt vời. Bạn có thể làm những thứ này trong một đêm được không? Không có vấn đề gì cả. Ngoài những chức năng này, bạn có thể thiết lập thêm chức năng mới là thay đổi ngoại hình của nhân vật để người chơi có thể điều chỉnh ngoại hình của nhân vật theo mong muốn không? Nếu chức năng này được triển khai, chắc chắn sẽ được người chơi săn đón. Nếu bạn là người chuyên nghiệp trong việc điều hành trò chơi trực tuyến, sẽ không có ai là đối thủ của bạn. Được rồi, đừng nói nhiều nữa anh bạn. Cập nhật trò chơi nhanh chóng, cố gắng triển khai các chức năng này sớm nhất. Trần Di không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu nâng cấp ngay lập tức. Thông qua hoạt động này, hắn đang chiếm ưu thế. Không chỉ lấy lại được những người chơi đã bỏ, nó cũng khiến gần 1/5 số người chơi Huyền Thoại Thiên Kiếm thiệt hại. Bố thật tuyệt vời. Chiến thuật càng tinh vi thì Đại Thiên càng bất lực. Đương nhiên, đầu ta sẵn nhiều hơn hắn cơ mà. Hắn chỉ là một cậu bé, làm sao có thể thắng ta được? Có vẻ như kết quả đã được định đoạt, con có thể thư giãn. Đừng xem nhẹ nó. Ngày mai chúng ta vẫn phải chú ý xem hắn có biện pháp đối phó nào không. Nếu có, hãy đến báo cáo cho Tay ngay lập tức. Ngày hôm sau, phiên bản mới của Huyền Thoại Thiên Kiếm đã ra mắt. Nó lập tức gây náo động. Xây dựng một team thật tuyệt. Tôi muốn tạo một team, tôi sẽ làm thủ lĩnh, sau đó đi giao chiến. Thật hùng vĩ. Chức năng tạo team rất tốt, mình có thể rủ anh em mình cùng chơi một trò chơi. Điều này thật tuyệt, tôi có thể rủ anh em bạn bè vào chơi cùng tôi. Tôi sẽ kiếm được bạn gái. Sự ra mắt của các tính năng này khiến cho người chơi rất vui vẻ và hào hứng. Đây là thời điểm tốt để người chơi các trò chơi khác bắt đầu đăng ký Huyền Thoại Thiên Kiếm. Một ngày trôi qua nhanh chóng, game này thêm hàng chục triệu người dùng đã đăng ký, trực tiếp phá kỷ lục mới. Và kỷ lục này vẫn đang được thiết lập. Anh Thiên, lần này nhờ anh mà chúng ta mới thực sự đánh bại được Phong Quốc Giang, điều mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây chỉ là điều nhỏ nhặt thôi, chưa phải là một việc lớn. Anh Thiên, nhiều công ty game đã bất ngờ đưa ra thông báo rằng họ sẽ tạm thời bảo trì trò chơi, có vẻ như họ muốn làm theo anh. Các chức năng anh hình dung đã được thêm vào trò chơi của họ, đó là chuyện bình thường. Tôi đã lường trước tình huống này nên không cần để ý. Chúng ta là những người đầu tiên, những người theo sau sẽ là những người còn lại. Tôi biết điều này có thể xảy ra ngay hôm nay. Bây giờ hãy xem Phong Quốc Giang sẽ làm gì. Tôi nghĩ anh ấy đang ở cuối sợi dây và không thể nghĩ ra việc gì khác để làm. Giết chết nhưng không cứng đơn, nên hãy cẩn thận và đề phòng chúng. Đừng bất cẩn. Đừng lo lắng. Anh, tối nay tôi sẽ theo dõi diễn biến cụ thể bên đó. Tôi sẽ báo cho anh ngay khi có chuyện xảy ra. Tốt lắm. Vậy tôi về nghỉ ngơi trước nhé. Để lại chuyện này cho bạn. Lúc này, bên phía Phong Quốc Giang trông rất ảm đạm. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Không ngờ hắn làm vậy. Không ngờ tên Đại Thiên này lại quỷ quyệt như vậy. Điều này sẽ giết chết chúng ta. Tình hình của game bây giờ thế nào? Nghiêm túc mà nói, gần 1/4 người chơi đã bay màu. Cái gì gần 1/4 người chơi? Bố hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Các chức năng này xuất hiện, toàn bộ game trực tuyến sắp thay đổi. Hiện nay nhiều trò chơi đang phát triển chức năng này. Chúng ta cũng phải theo dõi sự phát triển. Tất nhiên là chúng ta phải phát triển, nhưng chỉ theo xu hướng và phát triển các chức năng này thôi là chưa đủ.
Phải làm gì trong khi phát triển các tính năng này? Hãy nhanh tay điều chỉnh giá điểm game, giảm giá 50%. Bố định bắt đầu một cuộc chiến giá cả. Thông thường, cuộc chiến về giá trong cạnh tranh kinh doanh đồng nghĩa với việc đã đến lúc đi đến đường cùng. Khi đó, chúng ta sẽ giết được 10 kẻ thù và chịu tổn thất 8. Không còn cách nào khác, tên nhóc này thực sự đáng sợ. Bây giờ chúng ta hãy xem giữa tôi và hắn ai giỏi hơn. Con hiểu rồi, con không tin hắn có nhiều tiền hơn chúng ta. Ngày hôm sau đã đến. Trần Di nhìn thấy thông báo trò chơi bên kia phát hành. Anh gọi gấp cho Đại Thiên. Anh Gu không ổn rồi, đã xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy? Trần Di kể cho Đại Thiên nghe về bản cập nhật do đối thủ phát hành. Được, tôi sẽ đến công ty ngay. Anh Gu, cuối cùng anh cũng ở đến rồi. Thật sự quá đáng khi Phong Quốc Giang dùng đến những thủ đoạn quỷ quyệt như vậy mà không có chữ tín trong thị trường kinh doanh. Miễn là cách đó hợp lý và hợp pháp, thì chúng ta cũng không xóa quyền nói họ. Nhưng ta phải tìm cách giải quyết. Anh Thiên, Phong Quốc Giang rõ ràng muốn bắt đầu cuộc chiến về giá với chúng ta. Nếu chúng ta cũng bắt đầu cuộc chiến về giá thì ngay cả khi ta thắng thì cũng tổn thất nặng nề. Nhưng nếu chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ mất tất cả người dùng. Không cần thiết phải đấu giá cả với hắn. Đây là cách kém cỏi nhất trong kinh doanh. Nếu chúng ta không tham gia vào cuộc chiến giá cả, chúng ta sẽ giải quyết. Tất nhiên là tôi có cách. Kể từ khi Feng Guozhang có một bước tiến lớn, vậy thì tôi sẽ hành động. Các chức năng được phát triển trước đó vẫn chưa là tốt nhất. Chẳng nhẽ anh Thiên có ý tưởng độc đáo hơn sao? Anh Thiên, anh định làm gì? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can.